đông quá, mình hướng nội, mình ngại giao tiếp quá. Thôi bá vô đây đại đi. Excuse me, I'm shooting a TV show from Vietnam. Can I take a photo with your kid? Okay. Lỡ cái lỡ, sorry, máy quay lại. Võ Tấn Phát, Minh Dự. Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Đi Đó Đi Đấy. Wow, đẹp quá. Trời đất ơi. Trời ơi, view triệu đô, triệu đô. Toàn thành phố. Wow. Đẹp quá. Hello mọi người. Hiện tại Minh Dự và Võ Tấn Phát đang có mặt tại Hồng Kông với cái bộ áo dài truyền thống của Việt Nam. Võ Tấn Phát và Minh Dự mong muốn đó là mang màu sắc cũng như là con người Việt Nam đến với toàn thể bạn bè trên khắp thế giới. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Đi Đó Đi Đây. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Madison Media Group thực hiện. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 20:20 trên kênh HTV7 thứ năm hàng tuần. Yeah, và ngày hôm nay thì phải nói là rất là vui luôn. Không ngờ là chương trình chơi lớn như vậy. Đi đó đi đây cứ nghĩ đó là ra khỏi Thành phố Hồ Chí Minh thôi. Kiểu như ra Bình Dương rồi ra Đồng Nai rồi này nọ thôi. Đi một phát là tới Hồng Kông luôn. Không có về, tụi mình thì mạnh miệng mà sản xuất thì mạnh tay quá. Từ trên này thì chúng ta có thể vừa hít không khí xanh sạch đẹp và vừa ngắm cảnh toàn thành phố ở Hồng Kông nữa. Ôi, máy bay đưa mình qua đây kìa. Đó. Đó là chiếc máy bay mà đưa tụi mình qua đây. Bây giờ mình phải tiễn họ về thôi. Nhớ quay lại đón chúng tôi nhé. Bye bye. Bye bye. Chào mừng Võ Tấn Phát và Minh Dự đã đến với Hồng Kông. Hiện tại thì chúng ta đang có mặt tại đỉnh núi Thái Bình, nơi có thể ngắm toàn cảnh thành phố Hồng Kông. Và như thường lệ, mở đầu chương trình chúng ta sẽ có một trò chơi mang tên tiền tiêu vặt để các bạn có thêm lộ phí cho cả hành trình này. Được, đọc đi. Đọc đi, đọc địa đi. Yêu cầu. Ở đây chúng ta sẽ có một trò chơi liên quan đến việc chụp hình, đó là lưu giữ khoảnh khắc. Luật chơi như sau: trong thời gian quy định của chương trình, các bạn phải chụp hình selfie với đỉnh núi Thái Bình với nhiều góc chụp khác nhau. Sau khi trò chơi kết thúc, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra những bức hình của các bạn. Với mỗi tấm hình hợp lệ, các bạn sẽ có được 50 đô Hồng Kông vào tiền tiêu vặt. 50 đô Hồng Kông. Tấm hình hợp lệ là tấm hình phải đầy đủ các tiêu chí như sau: hình phải rõ nét, không được trùng góc chụp, phải nhìn thấy rõ các bộ phận trên gương mặt, miệng phải tươi cười. Miệng giữ là auto cười. Tự nhiên qua đây cái miệng phải luôn tươi cười. Nhớ ngày xưa có coi một bộ phim không? Phim gì? Phim của TVB Hồng Kông luôn. Một cái câu rất là nổi tiếng. Câu gì? Miệng luôn tươi cười, may mắn tự nhiên đến. Để quyết định khoảng thời gian của các bạn trong trò chơi này thì chúng ta sẽ chơi một trò chơi phụ mang tên thử tài quan sát. Lúc chơi như sau: chương trình đã chuẩn bị sẵn một bộ gồm 5 câu hỏi liên quan đến hành trình mà các bạn đã đi từ dưới chân núi lên đến đỉnh núi. Sau khi nghe câu hỏi, hai người chơi sẽ cùng nhau hội ý và đưa ra câu trả lời. Với mỗi đáp án chính xác, các bạn sẽ có được 30 giây vào khoảng thời gian thực hiện thử thách. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng, chứ có nhớ gì đâu mà không sẵn sàng. Câu hỏi đầu tiên: người lái tàu mặc đồng phục màu gì? Tài xế lái tàu. Hồi nãy là chương trình muốn chơi mình cho mình xuống là cái cuối bon tàu luôn, đâu có thấy được cái tài xế đâu. Tôi nghĩ là làm dịch vụ là du lịch thì cái màu sắc nào nó phải gần gũi để mà cho du khách nhìn vô. Đây làm vùng xanh thì mình sẽ mặc áo màu xanh. Xanh, màu xanh lá. Xanh lá đi. Đáp án sai. Đáp án đúng là màu đỏ đồ. Đáp án đúng là màu đỏ đồ. Yeah.
ra tôi chính là tài xế của chuyến tàu đó. Không phải, tại nhân viên xuất vé là mình mặc đồ đỏ rồi. Mình lại nghĩ là tài xế phải đồ khác. Ai về là họ cùng một công ty mà. Đúng rồi. Câu hỏi tiếp theo đi ạ. Vừa rồi, để lên được đỉnh núi Thái Bình, các bạn đã được trải nghiệm đi tàu Big Jam, một phương tiện đi lại lâu đời ở Hồng Kông. Câu hỏi được đặt ra, khoảng thời gian di chuyển tàu Big Jam đi lên đỉnh núi Thái Bình là bao nhiêu phút? Hồi nãy mình đi là mình lo mình nghĩ là 15 phút. 15 phút lâu lắm, hồi nãy không tới đâu. Cái tàu thôi. Tàu thời gian 10 phút. 10 phút à? 10 phút. Đáp án chính xác. Yeah. Các bạn có được 30 giây đầu tiên. Câu hỏi tiếp theo, bài nhạc mở trên tàu là do ca sĩ nam hay ca sĩ nữ trình bày? Nãy vừa có nghe hát nè. Cái nhạc. Nhạc gì? Nhạc nhẽo á. Biết bài gì không? Không. Hai ba nữ. Ủa? Từ từ, chờ sao phải suy nghĩ chứ. Vội vã. Có nghe hát mà tại sao suy nghĩ? Nữ. Hồi nãy lúc mà Dự nói là để cho Dự lắng nghe bài đó bài gì là tôi nghe được giọng của ca sĩ nữ. Rồi, Dị Tinh Phát đó. Rồi, chốt à, nữ ca sĩ. Đáp án chính xác. Yeah. Yeah. Câu hỏi tiếp theo, tàu Big Jam chạy bằng gì? Tàu chạy bằng điện. Tàu chạy bằng điện. Đúng không? Đúng rồi. Đáp án chính xác. Được 90 giây rồi ha. Câu hỏi cuối cùng. Rồi. Độ nghiêng của cung đường tàu Big Jam là khoảng bao nhiêu độ? 45 độ. Mẹ 46 đi cho nó nhiều. Chi vậy tụi nhiên? Nó cũng hơi dốc á. 4 cộng 6 bằng 10, 10 chia 2 bằng 5 thôi. 50 đi. 45 độ. Thông tin này chính xác. Tôi có tìm hiểu. 45 độ. Dự đoán 46. Thôi chốt 45. Đáp án chính xác. Bị ngữ á. Sau 5 câu hỏi thì các bạn trả lời đúng được 4 câu. Và các bạn có tổng cộng là 2 phút cho trò chơi lưu giữ khoảnh khắc. Và 2 phút của các bạn bắt đầu. Đi. Cho mượn điện thoại coi. Sao chi vậy? Hả? Tao coi coi. Tính dựng thôi hả? Hả? Không có xài app nha. App gì? Không có xài app nha. App pháp diệt đới có rồi. Trời ơi, đi quay sợ cái đó lắm. Ủa đi bên kia. Mấy người bên này, tôi qua bên này. Lâu quá, mình hướng nội, mình ngại giao tiếp quá. Thôi, bá vô đây đại đi. Excuse me. I'm shooting a TV show from Vietnam. Can I take a photo with your kid? Okay. Một tấm. Trời ơi, không đẹp. Ở đây đường đồng không mong quạnh, có ai đâu mà chụp giùm. Mình sống cô đơn quen rồi, tự thân vận động thôi. Thời gian chụp hình kết thúc. Thôi đi, ui, không muốn đi đâu chụp nữa. Muốn đi đâu chụp nữa? Bây giờ tôi chụp nè, chụp đầu mấy người á. Đây là điểm tập kết rồi. Trời ơi, mới nãy thì tôi cũng thấy là ăn gian dữ lắm nha. Ăn gian gì? Báo hết giờ rồi mà lấy là chụp lấy chụp để luôn á. Trời ơi, những người không đẹp phải chụp nhiều kiểu chứ. Bao nhiêu tấm vậy? Có mấy tấm à? Đây à, bên tôi gửi cho chương trình nghiệm thu nè. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra các bức hình mà hai bạn đã chụp được. Đầu tiên là Minh Dự. Tấm hình đầu tiên Minh Dự chụp hình với toàn thành phố Hồng Kông. Chúng tôi một sẽ tính là một tấm. Tấm hình thứ hai Minh Dự đã chụp cùng với một tượng đá. Còn như tượng của hình như là nhân sư hả ta? Cũng lân đúng rồi. Tấm thứ ba Minh Dự chụp với một góc của núi Thái Bình. Góc của cái mái ngói đúng rồi. Tấm hình tiếp theo bị trùng góc với tấm hình thứ nhất nên chúng tôi sẽ không tính. Tiếp theo Minh Dự có chụp hình cùng với cổng của núi Thái Bình. 4 tấm. Tấm hình tiếp theo không biết bạn chụp ở góc gì. Không biết, góc trời. Ở đây có một tấm hình nữa ở một góc rõ hơn. Chúng tôi sẽ tính cho bạn thêm một tấm. Nem. Như vậy sau 2 phút Minh Dự chụp được tổng cộng là 5 tấm hình. Bạn có được 250 đô Hồng Kông. Yeah. Bây giờ sẽ tiến hành phần kiểm tra hình của Võ Tấn Phát. Nhìn sơ qua thì chúng tôi thấy Phát chụp được nhiều tấm hình. Đầu tiên là hình chụp với hai bạn nhỏ. Chúng tôi sẽ tính là một tấm. Là có tới 3 người cười lận. 3 người cười nhưng chỉ có một tấm hình mà thôi. Nên chúng tôi cũng chỉ tính là một tấm. Ok. Tấm hình thứ hai Võ Tấn Phát chụp selfie với toàn cảnh thành phố Hồng Kông. Ok.
Tấm hình tiếp theo bị trùng cốc nên chúng tôi cũng không tính. Không có cái quạt làm gì sao tính coi được. Không có cái quạt nhưng vẫn trùng cốc, chúng tôi không tính. Quá trời cái miệng cãi. Tấm hình tiếp theo có tính phát chụp chung với một du khách ở một góc khác của núi Thái Bình nhưng bạn không cười. Có muốn cười có tấm cười mà. Cũng là tấm cười đàng hoàng. Có cười đàng hoàng. Ok, cứ thoải mái nghiệm thu. Chúng tôi sẽ tính cho bạn tấm này là tấm thứ ba. Tấm hình tiếp theo, mặc dù rất đẹp trai và khung cảnh cũng rất thơ mộng nhưng do bạn không cười nên chúng tôi cũng không tính. Cái này mỉm cười thôi, tại vì cái cảnh này nó không hợp để mà cười sang tán. Đứng một mình ai mà cười. Đã bị nhớ về cố cung quá. Quy định của chúng tôi là các bạn phải cười khi chụp hình thì mới tính là hợp lệ. Rồi, 4, 8 lần. Cái này là hai người cười lận. Tấm hình tiếp theo hợp lệ. Bé Lân nó vẫn cười nữa thấy không? Tấm hình tiếp theo cũng hợp lệ và bạn có được 5 tấm. Như vậy Võ Tấn Phát đã có được 5 tấm hình hợp lệ và bạn cũng sẽ nhận được 250 đô Hồng Kông. Bằng nhau thôi, hơn thua nhau chi. Tôi cố tình á. Tại vì hơn nhiều quá trên nó không vui hiểu không? Như vậy, tổng số tiền tiêu vặt mà hai bạn có được là 500 đô Hồng Kông. Yeah. Mời hai bạn lên nhận tiền tiêu vặt của mình. Là chung luôn hả? Tại sao lại chung vậy? Tại sao chúng tôi đi riêng mà? Lý do vì sao thì chúng tôi sẽ bật mí sau. Ở mỗi tập chúng ta đều có một khách mời. Đúng. Ủa qua đây cũng có khách mời nữa hả ta? Để biết được khách mời là ai thì xin mời các bạn di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Đi thôi mọi người, đi kiếm khách mời.